anh em. Thì cái này mình chạy vô đây mình sửa cái giếng khoan 60 nó bị hụt nước nè anh em. Thì cái giếng khoan này là khoan 60 chạy máy người gửi ra Hoàn Cầu anh em, nhưng mà cái lúc trước khoan á là thọt cái người khoan giếng nó thọt chỉ có 2 cây thôi. Nó bây giờ đâm ra nó hút không nổi, nó hụt nước anh em. Thì bây giờ mình vô chắc mình có lẽ là mình sẽ thọt thêm 1 cây, tại vì hút nói chung là hút có lúc lên được lúc không á. Thì giờ vô mình có lẽ là mình thọt thêm 1 cây ống nữa. Thì giếng khoan ở mình toàn là vậy không anh em. Lúc trước á, lúc trước mấy chủ khoan giếng á, khoan á còn là thọt có 1 cây rưỡi 2 cây không à, 2 cây là cao rồi đó. Nhưng mà bây giờ khoan á, thì lại thọt 3 cây rồi, tại vì giờ thọt 2 cây mấy anh em, thọt 2 cây nó đâu có lên nữa, nó thọt 2 cây bây giờ là nó không bao giờ lên luôn. Thì bây giờ khoan giếng là người ta thọt 3 cây, còn mấy cây mà thọt 1 cây rưỡi 2 cây thì này á, là khoan khoảng chừng 3-4 năm trước rồi anh em. Đó, cho nên là nó thọt vậy, tại vì 3-4 năm trước có mình hút lúc bê mặt á, có cây còn lên có cây không đó. Nói chung là thọt vậy là quá ok rồi, tại vì nếu mà mấy anh em thọt hút sâu á là thọt càng ngắn thì nước lên càng mạnh đó. Thì mấy anh em thọt sâu á, thì nước lên yếu đó, cho nên là bây giờ mình thọt sao mà nước nó vừa đủ xài, vừa đủ lên là được rồi, chứ không cần phải thọt sâu. Có chỗ thọt 4-5 cây luôn, nhưng mà thọt 4-5 cây thì nó đè nặng mặt nước lắm. Thì cái mực nước của mình ở đây thì 10,5 m 11 m, nó có chỗ 12 m. Thì thọt 3 cây, mà nếu mà anh em xài bền luôn á, mấy anh em muốn ngon luôn á thì thọt 4 cây, 3 cây rưỡi đó, 3 cây rưỡi là quá ok. Còn mấy anh em thọt 4 cây thì nó cũng được, nhưng mà nó bị ép mặt nước á, ép mặt nước làm cho nó nặng mặt nước. Cái này là làm thì cũng quay mình không có quay cho mấy anh em xem được, tại vì quay công chuyện nhiều quá, quay công chuyện nhiều quá cho nên là mình không có quay video cho mấy anh em xem được. Nhiều lúc làm vậy nè mấy anh em, quay video thì 3-4 cái lần chứ không phải là không có quay, nhưng mà đi làm về nó mệt á, mình không có thời gian mình đăng. Nhiều lúc rảnh thời gian thì mình chỉnh sửa 1-2 cái video đó mình đăng thường xuyên, là mỗi ngày mỗi đăng cho mấy anh em xem. Còn nhiều lúc nó bận bịu đồ công việc á, nó mệt mỏi nữa, cho nên là mình bỏ mình không đăng, mình không chỉnh sửa video nữa. Cho nên nó là có khi á mỗi ngày mỗi có video, và có khi á là 2-3 ngày, 3-4 ngày, thậm chí cả tuần lễ mới có 1 cái video cho anh em xem. Làm thì nó bận bịu nhiều công chuyện lắm, nhiều thứ linh tinh lặt vặt lắm để mà nói lắm. Ở đây là cái giếng này phèn ghê luôn, cái áo này về giặt chắc quan trọng rồi anh em ơi. Rồi thì hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ cho mấy anh em nhiêu đó thôi. Giếng đang xài bị hụt nước thì mấy anh em nên nhớ lại là cái giếng nhà mình thọt bao nhiêu cây ống đó, trước tiên là vậy. Cái thứ hai nữa thì cái vấn đề mà lên tí xíu rồi mất nước, lên tí xíu mất nước đó, là cái vấn đề đó là bị ngạt cái đường hồi đó. Thì mình gặp cái trường hợp nào thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái trường hợp đó. Còn bây giờ thì hiện tại là đang xài mất nước như vậy thì mình chỉ chia sẻ cho anh em vậy thôi, tại vì chia sẻ cái gì nó cũng phải có cái thực tế. Thì mình gặp cái trường hợp nào thực tế thì mình sẽ quay mình chia sẻ cho anh em biết. Rồi để mình chạy vô mình quay cho mấy anh em xem nha. Rồi. Chưa. Đang thử. Chứ nãy giờ có làm gì đâu. Này cái nước này hiện tại là lúc có nước lúc mất. Đó đó bật thử cái nữa chú. Vậy nãy hả? Để hồi nó mất hơi á. Rồi tắt rồi chú ơi, cút lên ấy đi cho nó xài cho nó ngon luôn. Đó nó lúc kia á. Dạ. Cái là 4 tấc hàng ngày lên 4 tấc nữa. Bác chú mua thêm khúc 60 đi, nói cho nó cao cao lên đi. 60 chừng nhiêu? À, này chừng tấc rưỡi được, 2 tấc được rồi. Chút nữa để rút lên cái đi. Cho mua tưa nằm cao lên để cho nó khô ráo. Cái này tốt không? Ống đó, đó hả? À, 60 rồi kia. Thì mình không biết ống. Ống này được nè. Được ha. Dạ. Thấy ông đào bự ra. Dạ được rồi, về được rồi. Làm được ha. Dạ. Để rút lên coi nó thiếu nhiều đi mua luôn. Nhà máy đây đâu mất tiêu rồi. Sáng ra ngoài con không có đâu. Đâu có 5 con. Bắt được rồi phải không? Rồi, chú rút phụ con cái. Biết rút là nổi không nè. Nổi không mình lấy cái cây mình chịu vô. Không, thử rồi. Nhiều khi nó nhẹ lên. Ôi. Kiếm gì? Cây, kiếm dây. Lâu nó hết. Vậy là đất ạ. Nước thật ngắn là gì, hở hơi nó không lên nè. Ăn thật ngắn thì mình rút lên mình thật lại luôn. Rồi, tháo ra. Dạ. Nó lọt xuống luôn hả? Nào. Nó nằm đâu hả? Nằm đâu miếng này nè. Ghê hả? Nó nằm đây nè. Ôi chắc chú tháo ra nó lọt vô rồi. Hả? Chú tháo ra nó lọt vô rồi. Lọt cái gì? Cái bọc. Cái đó nằm trong á hả? Không, có nằm đây nè. Nằm đây mới lọt ra phải không? Không, nó quấn tụt xuống tới đây nè. Cái này phải không? À. Vì sao cái đó nằm trong được, nó phải chắc nó rớt vô á. Nè lên luôn. Ôi lên sẵn chớn đi luôn á. Chớn đi luôn ha. Dạ để nó hít lại. Chứ nhớ cái phàn không à. Hết biết phàn luôn trời. Tại dùng nước hả? Hả, cây nào cũng vậy không? Tại nhiều khi cái mạch nước đó nó kia chưa rửa sơ sơ ha. Rồi rồi cho ngã nó luôn sao đâu. Sao bơm có khi nhiều quá ha, nó tràn nước này lên luôn bên đâu quá. Dạ. Có cái khoảng đứt điện không tao, đứt điện không? Rửa không? Thôi khỏi rửa. Chú mua con cây 42 đó đi. 42 ha. Dạ. Hiệu nào? Bình Minh á. Rồi 60 khỏi mua phải không? 60 khỏi mua. Thôi cho nó đủ rồi để thiếu. Cái này xài được phải không? Hay là mua? Mua đại anh trai chút nó mới 20.000. Nó viên phèn ghê chứ trời. nhói lên. Ừ, cao cao lên luôn nè, để lên. Rồi, nước này để nó tan. Dạ dạ được rồi. Trời uống nước. Dạ. Không làm nữa. Uống chút xíu cho mà nổi ly cho mà vậy. Hai cái không có biết uống. Cà phê hả? Trời rượu ấy chứ. À. Vô cạn rồi. Nhiều ba thùng rồi. Vâng. Được rồi đó. Rồi, bà cái chút. Cái bầu có lọc vô. Khoan được chưa? Bỏ toàn hết, cả bỏ. Còn khoan nữa, bỏ đại đi. Khoan miệng. Này nén rồi nó còn mạnh nữa. Lên vậy ngon. Bóp cái muốn chết luôn mà hãy lấy ra cái nó hết được. Mà phân nửa nước vậy thì được. Dạ. Rồi tôi tắt cái mở lại. Tại nhiều khi nó lên vậy chứ dập tắt mở lại á nó mới bị. À, ngon lành rồi đó nè. Cái này đang xài như vậy hụt nước nè. Trắng rồi đó. Dạ trắng rồi. Cái này à, chú cho ra thoải mái vậy nè. Chú bóp lại nó mới mạnh. Nó có nén một tí á. Nó có nén một tí á nó mới mạnh. Có hỏi mình phải về nè, nó mới còn lại còn nó dạ, gì rồi. Buông vậy là mất luôn. Mất luôn. Nó ngộ. Vậy mà cũng làm luôn, để bắt công chuyện. Dạ. Rồi đâu có kêu ra nói chú được, đâu có số đầu điện đâu. Tới chừng mà buộc phải đi là nó hết. Buộc nó hết lên phải kêu. Cái bọc này không biết sao lọt vô đại ông được nè, cái trong cái ống giếng này.